Nếu mà kêu phải lên sao hỏa thì ba thứ kêu mang theo chắc là kem chống nắng, Nintendo, mấy game, trời lên đó sao sạc pin đã, và một cục sạc dự phòng. Xin chào tất cả các bạn và mọi người đang xem chuyên mục Trong túi sao của tạp chí Đẹp. Mắc tiền nhất chắc là đây là nguyên cái túi đây mọi người ạ. À, thường thì Gil xách một cái túi theo mà ai mà giúp đỡ Gil mà đưa túi cho Gil thì sẽ rất là bất ngờ bởi vì sao nó lại nặng như vậy, bởi vì Gil vác cả nhà theo. Gil có một thói quen là thường để tất cả mọi thứ vào một túi và đi bất kỳ đâu cũng mang theo, như vậy mới có cảm giác an tâm được. Đây là một cái túi cũng mới đây thôi, Gil mua chắc được vài tháng. Basic đơn giản bởi vì Gil thích đeo cái gì mà hàng ngày theo mình, là có một cái màu dễ phối nhất, đó chính là màu đen, phù hợp với tất cả các thể loại trang phục của Gil. Cái chất liệu là da và cái phối màu như này cũng giúp cho Gil có thể, thậm chí Gil có thể mặc vest, mặc những cái đồ lịch sự cũng được, mà năng động cũng được. Cho nên I like it. Ít tiền nhất thì mình nghĩ là chắc là đồ được tặng luôn á, tại vì nó free mà. Thì đó chính là khẩu trang mọi người ạ. Trời, giống như đi bán khẩu trang gì đó. Thực ra đây là một món quà của anh Trung Thanh Phong, nhà thiết kế Trung Thanh Phong gửi tặng cho Gil. Cũng là những cái dòng khẩu trang trong bộ sưu tập mới của anh. Rất là đẹp và tiện dụng nữa. Bằng vải có thể giặt đi sử dụng lại, nhiều màu để Gil có thể dễ phối với những cái trang phục của Gil hàng ngày. Thì màu trắng, màu đen, ví dụ lỡ mặc đồ trắng, đồ đen hay đồ sáng. Còn đồ trong suốt là khi mà gặp gỡ mọi người ở một cái nơi đông người mà mình phải cười nói nhiều á, để đỡ bất lịch sự á mọi người. Nó vẫn thấy được nụ cười không? Đồ trong túi kia thì món nào kia cũng sử dụng thường xuyên, nhưng mà cái món mà Gil thích nhất và thường mang theo hàng ngày á, hỗ trợ cho Gil rất là nhiều, đó chính là đây. Mặt nạ sinh học Hamia nha mọi người. Thực ra đây là mặt nạ được lên men từ giấm táo nè, có sự thấm hút rất là nhanh và tiện một cái là cái sự nhờn dính gần như là không có. Đối với Gil quan trọng nhất là dưỡng ẩm và cấp ẩm cho da. Mặt nạ thì vừa cấp ẩm nhanh nè, rất tốt cho một cái bước trước khi make up, làm cho mình gọi là make up dễ hơn, da sáng hơn và mịn hơn, không gọi là bị mốc phấn lên á. Hàng ngày phải make up nhiều nè, di chuyển nhiều, đôi lúc còn phải phơi nắng nữa thì Gil rất là tranh thủ. Những lúc nào mà trên xe di chuyển hoặc là những lúc nào mà nghỉ ngơi trước khi quay thì Gil sẽ sử dụng. Và dòng sản phẩm này còn có cái loại mặt nạ mà giác vàng 24K nữa đó mọi người. Lung linh nha, sang chảnh nữa. Món đồ tiếp theo, chiếm diện tích nhất, nặng nhất nhưng mà Gil là ít dùng nhất. Đó chính là Ten máy game. Đây là máy Nintendo mà Gil vừa sắm cho mình, gọi là cũng đầu năm nay. Bởi vì mình có một cái khoảng thời gian tự nhiên nghỉ dịch quá rảnh đó mọi người. Thực ra từ trước đến giờ Gil cũng rất ít chơi game. Nhưng mà khi mà Gil biết đến cái máy Nintendo này rồi và Gil chơi thử các game của máy thì cảm thấy rất là relax, rất là thoải mái. Và tính của Gil thì khi mà đi làm á, mình cũng ít giỡn hết, mình tiết kiệm năng lượng, cho nên mình hay ngồi yên một chỗ mà cũng không muốn là tập trung vào điện thoại nhiều quá thì mình có thể chơi game, nhưng mà mang theo như một thói quen thôi. Chứ bình thường vào công việc thì cứ được nghỉ là sẽ tranh thủ ngủ, nằm đắp mặt nạ chẳng hạn, cũng ít khi nào chơi game lắm. Là một người có thói quen rửa tay, hai chai rửa tay luôn, một loại dạng gel, một dạng nước. Và cái này á là Gil thường dùng để chùi điện thoại và chùi những cái vật dụng mà mình hay cầm đến. Bởi vì Gil cũng có thói quen mà hay đưa tay lên mặt, cho nên tất cả những cái đồ mà Gil cầm nắm thì Gil cũng muốn chùi qua, bảo vệ bản thân mình. Thí dụ như không muốn khoe thì không lẽ bây giờ mình khoe. Nhưng mà để coi, hơi xấu hổ mà, thực ra cũng không xấu hổ lắm, mà mình thấy cũng khá là dễ thương. Cái chai nước này. Mình là một người nghiện tập gym. Nó dễ thương nhưng mà sợ đôi lúc mình đi mình mặc đồ lịch lãm quá hay mình sợ mọi người nghĩ mình trẻ con thôi. Chứ thật ra đây là cũng là một cái thứ rất là quan trọng hàng ngày, là cái uống nước rất là nhiều. Và mình cũng muốn là cái thói quen của mình có một cái gì đó vui vui kết hợp vào, và lâu lâu rảnh mình cũng tranh thủ tập được chứ bộ, đúng không ạ? Có nhiều người cũng định xu của Gil rồi đó. Nói chung là mượn nhiều lắm nha. Lục lục ra thấy là mượn liền, chụp lô tập thử liền. Nhưng mà phải bảo vệ em đó. Gil hay trộm đồ của người cháu Duy Khánh, nhưng mà những món đồ đó không mang theo được, bởi vì hay qua nhà Duy Khánh trộm rượu vang, nhưng mà không thể nào xách nguyên một chai rượu để đi làm được mọi người. Và như vừa rồi Gil khoe thì đây cũng khá đồ rồi đó. Và mọi người biết tại sao ba lô Gil lúc nào cũng nặng chưa? Nhưng mà còn nha, chưa hết.
cái quan trọng cũng sử dụng hàng ngày đó chính là nước hoa. Em làm chai nước hoa và Gil rất là thích mùi rất là lạ. Kem chống nắng. Thực ra các em bé này lúc mới mua về cái chai nó trắng lắm bạn. Nhưng mà do xài hàng ngày mà cho nên nó có một cái sự sạm đi. Nhưng mà không sao, em nó sạm đi, em nó bảo vệ da Gil không sạm. Đối với Gil, kem chống nắng là một trong những loại mỹ phẩm mà không thể thiếu hàng ngày của Gil luôn. Và loại này cũng rất là tốt bởi vì có thể một sự che, gọi là khuyết điểm mà không phải là che khuyết điểm. À, nói chung là có sự bao phủ nhẹ, làm da mình có thể sáng lên một tí nữa. Cho nên cũng rất là tiện, chỉ cần một lớp kem chống nắng là có thể ra đường hàng ngày được rồi. Cái gì mà mình dùng hàng ngày thì mình nên mua cái loại to luôn để mình xài đỡ phải. Thứ nhất là bỏ quá nhiều các package á, nhựa không tốt cho môi trường. Chai lớn này xài rất lâu, Will mua được chắc 4-5 tháng rồi đó. Và ngày nào cũng xài nhưng mà không hết, vẫn chưa hết. Rất là tốt. Supplement và những cái thuốc vitamin hàng ngày nghe có vẻ như lớn tuổi hay là, nhưng mà nghĩ là mọi người nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Và khi mà mọi người tìm hiểu rồi, mọi người mới biết là cơ thể của mình một ngày khi mà ăn uống á, chắc chắn không thể nào đủ được vitamin và những cái chất cần thiết cho cơ thể. Glucosamine, acetamine, vitamin E, D2, K3, tất cả mọi thứ thì Gil tổng hợp những cái gì mà cần thiết và phù hợp cho cơ thể Gil để Gil mang theo và uống hàng ngày. Đây chỉ là một tuần của Gil thôi, ở nhà mọi người bước vô giống như là pharmacy. Thì Gil là một người hơi bị cuồng chăm sóc sức khỏe, giống như Gil đã nói rồi là self love is important. Mình phải chăm sóc cho mình trước. Gil cũng là người đã nói với gia đình là phải nên sử dụng để bổ trợ thêm sức khỏe cho mình nhiều hơn. Đó chính là son dưỡng. Son màu là đi làm thôi, còn đây là son dưỡng. Gil có một cái tật là liếm môi thường xuyên. Càng liếm môi thì môi mình càng khô. Và loại son này là Gil làm luôn, chính là Gil sản xuất luôn. Cái brand này thì Gil cũng đã ấp ủ rất là lâu rồi, đang đã tung ra bán rồi, cả cái này nữa. Ok, tiếp theo à, có thể đây, gọi đây cũng là một loại của nhà trồng được nè, xài thường xuyên, không mất tiền. Và đây là một cái món cuối cùng, mắt kính của Gil. Rất tiện khi mà mình chưa make up hoặc là mất ngủ, mình thiếu ngủ và mình cần phải ra ngoài, mình cần phải bảo vệ mắt mình khỏi tia UV. Thứ hai là che quần thâm, bảo vệ nhan sắc của mình nữa. Vừa rồi là Gil đã giới thiệu khoảng 90% tất cả các món đồ trong túi của Gil. Còn nhiều nữa đó mà bỏ bớt ở nhà rồi đó. Nên biết đi quay phỏng vấn nhẹ nhẹ thôi, nên mang vừa phải thôi. Cũng rất là hiếm khi mà Gil khoe với tất cả mọi người là trong ba lô của Gil có gì. Lúc nào cũng thấy phát một cái ba lô theo và ai cũng nói tại sao nặng vậy. Đấy, đây là lý do nhé. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ cho chuyên mục Trong Túi Sao.